Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 11. Thơ Bạch Cư gì có câu. Trung thu 3 năm đêm, Nguyệt Minh tại Tiền Hiên. Thời đó chưa có quan niệm Trung thu là ngày đoàn viên như sau này. Nhưng vào tháng 8 âm lịch, ngắm trăng và thả đèn hoa cầu phúc đã trở thành một cảnh đẹp hoán hoa khê là một đoạn sông phía nam thành ích châu tương truyền bên bờ suối từng có một cô gái nông dân một hôm khi đang giặt quần áo bên suối cô gặp một vị tăng nhân đi ngang qua bị đau chân vị tăng nhân vô ý ngã xuống mương áo cả sa dính đầy bùn đất ông nhờ cô gái giặt giúp thời đường phật giáo thịnh hành cô gái vui vẻ nhận lời khi cô giặt áo cả sa trong suối nước suối bỗng dưng nở ra nhiều đóa sen, hương thơm ngào ngạt, đẹp không tả xiết. Từ đó, đoạn sông này được gọi là Hoán Hoa Khê. Giảm tháng 8, du khách đến đây thả đèn sen không ngớt. Tương truyền có người nhìn thấy bát tiên đứng trên cầu thưởng ngoạn đèn hoa, mọi người thấy bát tiên bay lên trời từ trên cầu, nên cây cầu đá bắc qua hoán hoa khê được gọi là đưa tiên kiều. Hôm đó, không cần quý anh anh nũng nịu quý phu nhân đã mở khóa hậu viện cho nàng và các tỳ nữ ở phường nhuộm đi chơi. trời vừa tối, quý anh anh đã dẫn tương nhi và lăng nhi đến cầu đưa tiên. tương nhi cẩn thận, quý anh anh không lo lắng. lăng nhi bị quý phu nhân dặn phải theo sát tiểu thư từng bước. quý anh anh muốn đuổi nàng đi cũng không được. nàng đành nói với lăng nhi, ta hẹn triều nhị lang ở cầu có việc cần nói, người cứ nói với phu nhân. Ta không sợ đâu, nhưng lúc đó đứng xa ra một chút, đừng nghe lén. Lăng nhì không phải lần đầu bị quý anh anh ghét bỏ, đành nhỏ giọng đồng ý. Cầu Đưa Tiên đã rất nhộn nhịp. Từ lúc hoàng hôn, dọc bờ sông đã bầy la liệt các quầy bán đèn hoa. Đêm xuống, đèn hoa được thắp sáng. Dòng sông dài như dải ngân hà lấp lánh. Dưới ánh đèn đuốc, các tiết mục xiếc, ảo thuật thu hút người xem. Các quán ăn quán mì bày bàn ghế, nồi nước dùng sôi sùng sục, tỏa hương thơm ngào ngạt. Tiếng dao bán bánh trái, cảo phớ liên tục vang lên. Trên sông, vô số đèn hoa sen lớn nhỏ trôi theo dòng nước. Ánh đèn hòa cùng ánh nước, đẹp không sao tả xiết. Tiếng cười của các cô gái thu hút những chàng trai trẻ đến xem. Những gã trai chưa vợ cũng tụ tập thành nhóm, cùng nhau ngắm đèn, uống rượu, chơi trò chơi thỉnh thoảng có thuyền hoa đi qua, tiếng đàn sáo du dương theo dòng nước. Ba chủ tớ nhà họ quý đứng bên gốc liễu lớn ven sông đã được một nén hương. Quý anh anh nhìn các cặp đôi qua lại, bực bội bè một cành liễu ném xuống, lẩm bẩm. Đợi thêm một nén hương nữa, không đến thì đừng hòng đến nữa. Tuy nói vậy, nhưng một nén hương nữa trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng triệu tu duyên. Quý anh anh vẫn chưa nỡ rời đi. Tường Nhi và Lăng Nhi còn nhỏ, nhìn các cô gái khác cùng tỷ nữ được mua đèn hoa để thả mà thèm thuông. Quý anh anh không nói gì, hai người chỉ biết ấm ức đứng bên cạnh. Bỗng nhiên, quý anh anh dậm chân. Hai người đi mua ba chiếc đèn hoa nhỏ. Nhớ mua đèn sen của hiệu lưu nhé. Hai tỷ nữ lập tức reo lên vui mừng. Tường Nhi dựa vào việc quý anh anh thường chiều trộm mình, mạnh dạn nói. Tiểu thư có muốn uống nước ô mai không? Con mua luôn à? Nghe đến nước ô mai, quý anh anh nuốt nước bọt. Từ nhà đến cầu, nàng đã thấy khát, bèn hào phóng nói. Mua ba cốc, hai người cũng uống một cốc. Tường Nhi và Lăng Nhi mừng rỡ, hành lễ rồi nắm tay nhau đi. Thấy hai người vui vẻ, quý anh anh lẩm bẩm. Không đến nữa thì ta cũng đi chơi cho vui. Nàng quay lại thấy một chiếc đèn hoa trôi giạt vào bờ, bị đá chặn lại. Đèn hoa càng trôi xa, lời ước nguyện càng linh nghiệm. Quý anh anh động lòng, kéo váy bước xuống mép nước, cẩn thận lấy cành cây đẩy chiếc đèn ra xa. Nhìn ánh đèn hòa vào dòng sông, nàng thấy tim đập nhanh hơn. Năm ngoái, vào đúng ngày này, nàng và Triệu Tu Duyên cũng thả đèn hoa. Triệu Tu Duyên mua một chiếc đèn sen nhỏ chàng khẽ nói lời ước nguyện, cố ý để nàng nghe thấy. Chàng nói hoa sen nở, sang năm sẽ cưới nàng. Nhưng ca ca lại vẽ những chàng trai khác, muốn nàng chọn chồng. Nếu không phải triệu gia vô tình, ca ca tuyệt đối sẽ không làm thế. Hôm nay lúc ra khỏi nhà, vẻ mặt ca ca thật lạ, như thể đang chờ xem kịch vui. Chẳng lẽ hôm nay triệu tu duyên sẽ không đến? quý anh anh thấy lòng chua xót. Lúc thì tự nhủ đừng khóc, lúc lại mong triệu tu duyên đến và nói với nàng rằng chàng sẽ cưới nàng. Một hòn đá ném xuống nước trước mặt nàng, bắn tung tóe nước lên người quý anh anh. Nàng kêu lên, nghe thấy tiếng cười phía sau. Quý anh anh tức giận quay lại. Bên bờ sông, một đám công tử con nhà giàu đang vây quanh bởi người hầu. Ai nấy đều mặc gấm vóc lộng lẫy, đội mũ trang trí hoa tươi thắt lưng đeo đầy túi thơm và ngọc bội. Nhìn là biết ngay là công tử bột trong thành ích châu. Ôi chao, ta đã nói mà, nhất định là một tiểu thư xinh đẹp. Tiểu thư, cảnh đẹp thế này sao lại đi một mình? Đi chơi cùng bọn ta cho vui đi. Dám trêu ta à? Quý anh anh tức giận trong lòng, giả vờ cầm cành liễu ra đầy chiếc đèn hoa bị đá chặn lại, vừa nói. Có chàng trai tốt bụng nào giúp ta thì tốt quá. Tiểu thư, để ta, để ta. Một chàng trai nói rồi bước về phía quý anh anh. Có người trong nhóm cười phá lên. Chu thất lang, đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, cẩn thận bị sắc vi đâm cho đấy. Dương tam lang, ngươi nhìn cho kỹ. Chu thất lang ném cho mọi người một cái nháy mắt đắc ý. Giọng nói này nghe quen quen. Dương tam lang, quý anh anh nhìn kỹ. Dương Tĩnh Uyên mặc một bộ gấm xanh thêu chim công màu lục rất bắt mắt. Trên mũ còn cài một bông cúc tím to bằng miệng chén, ăn mặc chải chuốt, đang nháy mắt với nàng. Xanh với tím, xấu chết đi được. Đúng là một lũ sâu lông. Quý anh anh hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Tiểu thư đừng đi mà. Chu thất lang không cao lắm, bông cúc vàng trên mũ còn to hơn mặt hắn hắn giang hai tay chặn đường quý anh anh, cười tâu tuét. Tự người không nghe lời khuyên, cứ đâm đầu vào. Quý anh anh thầm nghĩ, giả vờ e thẹn. Công tử chặn đường ta làm gì? Không sợ ta giận, đá người xuống sông à? Đến dưới gốc cây, thấy rõ gương mặt xinh đẹp của quý anh anh, chu thất lang hồn siêu phách lạc, lắp bắp. Tiểu thư có đá ta xuống sông, ta cũng không giận. Để đó, Ca ca giúp nàng thả đèn cho trôi xa. Nói rồi hắn bước xuống mép nước, quay lại đẩy chiếc đèn hoa nhỏ. Quý anh anh không chút do dự đạp mạnh vào lưng hắn. Chu Thất Lang kêu toáng lên, ngã sắp xuống nước. Bờ sông nước cạn, không ngập hết người hắn, đứng lên nước chỉ đến đầu gối. Áo chàng ướt sũng, hoa trên mũ rớt xuống tai, chàng đứng chật vật trong nước, tức giận đến run môi. "Ngươi, ngươi dám đá ta?" quý anh anh đạp hắn xong thì chạy mất dép, vừa chạy vừa cười. Công tử nói không giận ta mà. Ta chỉ thử xem thật hay giả thôi. Ha ha. Các chàng trai trên bờ cười lăn cười bò. Dương Tĩnh Uyên cười lớn. Chu Thất Lang, chịu thua chưa? Chu Thất Lang lúc này mới sực tỉnh, hét lớn gọi người hầu. Bắt lấy cô ta, thưởng 10 quan. Chương 12. Quý anh anh luồn lách trong đám người, trơn chu như một cái sẻng trượt qua bùn. Nàng thoáng nhìn thấy hai tỷ nữ bưng đèn hoa sen và nước ô mai, hoảng hốt tìm kiếm mình. Một người mục tiêu nhỏ, gọi tương nhi và lăng nhi, dễ dàng hơn bị bắt lại. Quý anh anh không lên tiếng gọi các nàng. Nàng ở bên kia, chạy lên cầu, đi chặn nàng ở đầu kia. Một đám hoàn khố hưng phấn, dẫn người hầu chạy lên cầu để chặn nàng quý anh anh chỉ làm dáng một chút, xoay người chen lấn trong đám người xuống cầu, nhanh chóng chạy về phía nơi náo nhiệt. Muốn bắt ta, không dễ đâu. Nàng khó khăn lắm mới chen đến một quán hoa đăng bên cạnh để dừng lại thở, khi đang đắc ý thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười. Ta đã nói, người chắc chắn sẽ không ngốc đến mức bị chặn trên cầu. Quý anh anh ngẩng đầu liền thấy Dương Tĩnh Uyên đang cười mở ám, nàng không nghĩ ngợi liền dương cao cành liễu trong tay đánh qua. Ê, quý nhị nương, là ta đây. Dương tĩnh uyên quay đầu né tránh cành liễu, rồi nắm lấy cổ tay nàng, mặt mày hớn hở. May mà ta phản ứng nhanh, không thì bị đánh rồi. Quý anh anh dãy ruộng nhưng không rút được tay ra, liền nhấc chân đá. Chưa kịp đá đâu. Dương tĩnh uyên cười hì hì, xoay người nàng lại. Trước khi quý anh anh nổi giận, hắn ghé sát vào tai nàng nói. Nhìn kìa, bọn họ ở bên kia. Người có muốn ta gọi bọn họ tới đây không? Quý anh anh nhìn về đầu cầu, thấy một đám hoàn khố đang hô quát tìm người. Nàng không ngu đến mức tự đưa mình đến cửa, nghe thấy Dương Tĩnh Nguyên có vẻ muốn giúp mình, liền quay đầu hỏi. Người không phải cùng nhóm với họ sao? Khuôn mặt nàng lướt qua môi Dương Tĩnh Nguyên, hắn vô ý thức liếm môi, cảm giác rất vừa vặn. Quý anh anh bỗng trợn tròn mắt. Dương Tĩnh Uyên phản xạ lùi lại một bước. Hắn cảm thấy mình không cố ý, có chút mộng mị. Nhưng trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, hắn vô ý thức liếm môi. Quý anh anh cũng bối rối. Dù lớn lên cùng Triệu Tu Duyên thanh mai trúc mã, hắn có kéo tay nhỏ của nàng, ôm nàng, nhưng Triệu Tu Duyên cũng chưa bao giờ thân thiết như vậy. Tối đa chỉ chạm chán nhau một cách ấm áp. Nhìn thấy Dương Tĩnh Uyên liếm môi với vẻ như đang đùa giỡn tiểu nương tử, ánh mắt Quý Anh anh dần dần hiện lên sát khí. Nàng không phải loại người luẩn quẩn trong lòng, bị chó cắn một cái, nàng sẽ không cắn lại, nhưng sẽ băm con chó đó ra hầm cách thủy. Trời đất chứng giám, nhìn thấy ánh mắt Quý Anh anh, Dương Tĩnh Uyên trong lòng kêu oan thấy chu thất lang bị nàng đạp xuống sông hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng hận không thể tự mình ra chân đạp nhìn nàng dạy dỗ chu thất lang hắn thật lòng muốn giúp nàng thoát thân nhưng tại sao vừa rồi hắn lại liếm môi tự nhiên như vậy ai kêu mặt ngươi như đào non không đúng ai biết ngươi đúng lúc quay đầu dương tĩnh uyên đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy giọng mình hắn tròn mắt sao lại nói ra lời này Dương Tam Lang. Quý anh anh giận dữ, cầm lấy một chiếc đèn lồng từ sạp bên cạnh đập tới. Ôi yêu thiểu nương tử, không thể đập mà. Chủ quán sợ hãi, kêu lớn. Quý anh anh không thèm nghe, tiếp tục cầm đèn đập về phía Dương Tĩnh Nguyên. Chủ quán vẻ mặt buồn bã, không dám tiến lên, du khách dối rít tránh xa, sợ thành cá trong chậu. Ta không nói, ngươi không nói, coi như không có gì xảy ra được không? Ngươi thực sự để ý, ta sẽ đến cầu hôn. Nhà cẩm vương dương gia có rất nhiều bạc. Dương tĩnh uyên lắc mình chuyển ra sau lưng quý anh anh, cười hì hì nói. Hắn còn nhớ ở Trúc Lâm Tử, quý anh anh nói muốn nhiều bạc. Bằng. Một cái tát giòn giã trúng vào má Dương Tĩnh Uyên. Hắn thấy quý anh anh khinh thường lắc tay, còn xoa tay lên vạt áo nàng còn cảm thấy tay bị dơ nàng khinh bỉ nhìn hắn đôi môi mỏng nhả ra hai chữ cạn bá chỉ là chạm môi vào mặt nàng mà đòi lấy nàng nếu ai cũng như hắn khắp thiên hạ nữ tử đều không thể sống những người đàn ông không có vợ cũng không cần lo lắng tiếng nói trong vắt vang lên bên tai như có sợi dây trong lòng bị ai đó khẽ phầy dương tĩnh uyên vuốt mặt tâm thần nhộn nhào. Bị tát vào mặt cảm giác như vậy, khác hẳn với khi đánh nhau. Ở đây này, bị Dương Tam Lang chặn. Trước quán hoa đăng không còn chỗ trống, trên cầu các thiếu niên từ xa nhìn thấy, vui mừng lao tới. Quý anh anh không thể chạy thoát, cũng không lười phải chạy. Nàng tiện tay cầm một cây gậy trúc từ quán treo đèn, quất thẳng vào người Dương Tĩnh Uyên, hung dữ nói. Muốn đánh ta, ta thành toàn cho các ngươi. Các thiếu niên xung quanh cười ồ. Dương Tam Lang, ngươi cũng bị tiểu nương tử đánh sao? Quý nhị nương, đừng quá đáng, ta không muốn đánh nữ nhân. Dương Tĩnh Uyên hất cây gậy hoàn hồn. Nghe bạn bè nhạo báng, mặt hắn cũng không nhịn được. Tam Lang, ngươi thật là nghĩa khí. Chu Thất Lang chưa kịp thay quần áo, mặc đồ ướt sũng chen vào đám đông, nhìn Quý Anh Anh cười ha ha kéo ống tay áo lên. Xem tiểu gia làm sao thu thập ngươi, bé hạt tiêu. Dương tĩnh uyên hừ lạnh, chộp lấy tay ngó lơ. Người không phải đánh đá sao? Nhiều người như vậy, xem người khóc lúc. Lúc này sau lưng chu thất lang đột nhiên xuất hiện một người, đá vào mông hắn một cái. Hắn lảo đảo vài bước, được Dương tĩnh uyên duỗi tay vịn, không thì đã ngã sấp mặt. chu thất lang giận dữ quay đầu lại ai đá tiểu ra một đám người chen ra vòng đứng lại triệu tu duyên liếc chu thất lang một cái bước nhanh đến bên cạnh quý anh anh đánh giá nàng từ trên xuống dưới thấy nàng chỉ có chán mồ hôi lòng hắn liền yên tâm không sao không sao tu duyên ca ca đang cân nhắc việc chạy trốn quý anh anh mắt sáng lên lập tức bĩu môi sao ngươi đến muộn vậy là ta không tốt Triệu Tu Duyên xin lỗi nói. Như coi mình là kẻ chết sao? Chu Thất Lang nhảy chân mắng. Ngươi là ai? Triệu Tu Duyên vẫn không để ý đến hắn, ân cần hỏi quý anh anh. Chuyện gì xảy ra? Một người với tà áo ướt đẫm, dậm chân mắng khàn cả tiếng. Một người dáng đứng như buông lơi, phảng phất không nghe thấy. Hai người tranh nhau cả cái đầu. Dương Tĩnh Uyên không nhịn được lắc đầu, có chút không chịu nổi. Các thiếu niên đi cùng Chu Thất Lang cảm thấy hắn mất mặt, chính mình cũng mất mặt, rối rít quá. Ở đâu ra tiểu tử dám quản chuyện của chúng ta? Có người trợ giúp, quý anh anh không khách khí, chỉ bọn họ oán hận nói. Đám côn đồ từ Ích Châu Thành đến định dẫn ta. Ta đạp một đứa xuống sông, họ liền đuổi bắt ta. Triệu Tu Duyên nghe thấy từ đùa giỡn, mặt liền tái, hét lớn dám chạy đến tam đạo yển dương oai cho ta đánh các thiếu niên chưa kịp phản ứng trước mắt gậy gộc đã bay múa liền gào lên đánh trong chốc lát du khách kinh hoàng chạy tán loạn chủ quán ôm đầu trốn gậy gộc và quyền cước đều xuất hiện tiếng hét và tiếng khóc vang lên khắp nơi triệu tu duyên đến chỗ hẻn gặp tương nhi và lăng nhi đang lo lắng tìm quý anh anh sợ nàng bị bắt hắn điều người bảo vệ bốn phía cửa ra vào, dẫn nhiều người tìm nàng. Cường Long khó đấu với cường hào ác bá. Các thiếu niên từ Ích Châu Thành đến Du Ngoạn, mỗi người chỉ dẫn theo một hai tên người hầu. Số người ít. Các quán xung quanh đều là người địa phương tam đạo yên. Nghe Triệu Tu Duyên gọi đám nhóc Ích Châu Thành đến đùa dẫn nữ tử địa phương, lòng họ cũng phẫn nộ. Người làm Triệu Gia Gia vừa động thủ, liền gia nhập chiến đoàn gây cho các thiếu niên đến đây cái họa vô đơn trí dương tỉnh uyên có công phu tốt thấy tình thế không ổn liền mang người hầu thoát ra khỏi vòng vây khi hắn quay đầu lại thấy các thiếu niên cùng đi bị đánh kêu cha gọi mẹ được người hầu bảo vệ chật vật chạy tứ tung trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ thực mẹ nó mất mặt trong bóng đêm dưới ánh đèn mờ ảo triệu tu duyên vung gậy dạy dỗ đám hoàn khố làm như không thấy thấp giọng nói với quý anh anh điều gì đó quý anh anh ngẩng đầu nhìn hắn chiếc áo màu vàng nhạt bị gió đêm thổi lên thân ảnh thướt tha đầu cầu hỗn loạn như vậy hai người đứng chung một chỗ lại giống như một bức tranh phong cảnh tĩnh đẹp ngày đó ở trúc lâm tử nàng gặp riêng ai là hắn dương tĩnh uyên quay đầu lười biếng kêu người hầu dầu vừng trở về thành. Dầu vừng thở phì phò, dướn cổ nhìn. Lang quân, ta không thấy chu gia thất lang đâu. Dương tĩnh uyên tát lên chán hắn. Quan tâm hắn làm gì, đi. Dầu vừng đáp, theo sau lưng Dương tĩnh uyên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Lang quân, thật không đợi chu gia thất lang sao. Hắn cùng chúng ta đồng hành, mỗi lần đều bị đánh. Quay về, đại cô nái nái nhất định sẽ khóc mà cáo trạng nàng sẽ lại khóc thôi. Người quan tâm Chu Thất Lang thế, ta đưa người làm bạn với hắn cũng được. Đến chỗ cột ngựa, Dương Tĩnh Huyên xoay người lên ngựa, không thèm quan tâm dầu vừng, thúc ngựa đi. Chào ôi, Lang Quân, chờ ta một chút. Hắn đâu muốn làm người hầu cho Chu Thất Lang cái tên kinh sợ đó. Dầu vừng luống cuống, leo lên ngựa, như một làn khói đuổi theo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 13. Triệu Tu Duyên, chàng thiếu niên lãng tử từ Ích Châu Thành, cầm trong tay một thỏi bạc năm lượng thường hay đến quán hoa đăng. Chẳng bao lâu sau, nơi đầu cầu lại trở nên náo nhiệt. Tiết mục ngắn Anh hùng cứu mỹ nhân Của Triệu Nhị Lang trở nên nổi tiếng và lan truyền trong một thời gian. Tường Nhi và Lăng Nhi đứng yên trên bờ sông, không quấy dày hai người dưới gốc cây liễu. Đến lúc này, quý anh anh cảm thấy không muốn hỏi Triệu Tu Duyên nữa trong nước phản chiếu hai bóng người. Nàng bẻ một cành liễu, lặng lẽ vẽ hình bóng triệu tu duyên. Thật muốn ôm nàng quá. Đáng tiếc, trên bờ không chỉ có quý anh anh và hai tỷ nữ, mà còn có người hầu triệu bình và triệu an không dám rời đi. Triệu tu duyên hắng giọng, thấy quý anh anh đang vẽ bóng dáng mình, biết nàng phiền muộn vì mình đến muộn, nhỏ giọng cầu xin. Tổ phụ hỏi chuyện, ta mới đến chậm chế, đừng giận. Nghe nói mẹ ngươi không lấy những đồ chơi ngươi góp nhặt. Ta sẽ làm lại một bộ khác cho ngươi, được không? Không lạ gì. Quý anh anh hư một tiếng. Với tính tình thẳng thắn, nàng ngừng đầu hỏi hắn. Ngươi có đến để nói rằng nhà ngươi không cho ngươi cưới ta? Ngươi nói thật đi, ta sẽ không oán trách ngươi. Triệu tu duyên lại muốn trêu nàng. Ồ, nếu cha mẹ ta không cho ta cưới ngươi, ngươi sẽ quên ta ngay lập tức sao? Quý anh anh lòng đầy chua xót. Nhưng có cách nào khác? Người nhà họ Quý không thể mặt dày để cưới nàng. Nàng cúi đầu, không muốn hắn thấy vẻ mặt khổ sở của mình, nghiêm túc nói: "Ta sẽ gả cho người khác và quên ngươi." Nói xong, nàng như đâm vào tim Triệu Tu Duyên. "Gả cho người khác, ta cũng muốn sống vui vẻ." Thật đấy. "Thật là không có lương tâm. Ai thích nghe những lời thật lòng như ngươi?" Triệu Tu duyên tức giận muốn bóp chết nàng. Hắn nhìn lên bờ sông, thấy Triệu Bình và Triệu An hiểu ý ngăn hai tỷ nữ, liền đưa tay nắm chặt cổ tay Quý anh anh kéo nàng vào chỗ bóng tối sau gốc cây. Hắn bước lên một bước, đẩy nàng dựa sát vào gốc cây, nhìn chằm chằm nàng và nói: "Nói đi, Quý anh anh nàng chỉ có thể gả cho ta." Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng không thấy rõ thần sắc của hắn chỉ thấy đôi mắt sáng rực như hai ngôi sao nhỏ. Ngón tay quý anh anh nhẹ nhàng vẽ lên ngực hắn, mặt dần đỏ lên, nhưng vẫn bướng bỉnh nói. Dựa vào cái gì chứ? Triệu tu duyên nâng gương mặt nàng lên, thấy trong mắt nàng ánh lên nước, như con mèo nhỏ rụt về móng vuốt, hoàn toàn không còn vẻ đanh đá thường ngày. Đôi môi khéo léo nhẹ nhàng mím lại, biểu hiện đầy ủy khuất. Trong khoảnh khắc, máu trong người hắn như tràn vào đôi môi, thúc giục hắn tiếp tục. Không bao lâu, triệu tu duyên nghe thấy tim mình đập thình thịch. Hắn cuối cùng kiềm chế bản thân, dùng món tay lướt qua môi nàng, cúi đầu nói. Anh anh, ngươi là của ta. Trên món tay hắn có chút chai sản, khi chạm vào môi nàng có chút đau. Cơ thể hắn ngày càng nóng, hơi thở nặng nề khi đến gần. Quý anh anh không rõ là ngượng ngùng hay căng thẳng, vô thức dùng tay chống ngực hắn, lẩm bẩm. Ngươi đừng như vậy. Chúng ta từ nhỏ đã tốt, ngươi biết tính tình của ta. Ngươi không thể cưới ta, ta sẽ không làm phiền ngươi. Triệu tu duyên ngừng đầu thở dốc, lui hai bước. Gió sông thổi đến, làm dịu đi phần nào sự nóng bỏng trong lòng hắn. Hắn mỉm cười với nàng. Ngốc ạ, à, tổ phụ đã đồng ý. Đợi sau cuộc thi theo, ta sẽ đến nhà ngươi cầu hôn vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói khi thật sự nghe thấy lòng quý anh anh như có con thỏ nhảy nhót nàng ngơ ngác nhìn hắn thấy triệu tu duyên tràn đầy niềm vui nàng đột nhiên không dám đối mặt nghiêng đầu bỏ chạy trời chiều rồi ta về nhà nàng chạy lên bờ sông nghiêng đầu nhìn hắn một cái muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì rồi nhanh chóng chạy đi tường nhi và lăng nhi nhìn thấy cũng chạy theo. Chiếc váy màu vàng nhạt bị gió đêm thổi tung, như những đóa cúc mùa thu. Dáng người nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã hòa vào ánh đèn rực rỡ. Triệu Tu duyên khẽ động lòng, lẩm bẩm: "Ta biết phải đan cái gì? Anh anh, ngươi là phúc tinh của ta." Triệu Bình từ phía sau mang đến một chiếc hoa đăng, nhỏ giọng hỏi: "Lang quân, hoa đăng này vẫn chưa được thả. Mọi người đi rồi." còn thả gì nữa ngươi đi thả nó đi triệu tu duyên nhàn nhạt đáp triệu bình cầm hoa đăng đến bờ sông thắp nến và thả đèn vào nước nhân tiện chắp tay cầu nguyện áo lót đột nhiên bị một cú đá triệu bình ngã vào sông hắn đứng dậy từ dưới nước sợ hãi nhìn triệu tu duyên run rẩy gọi lang lang quân triệu tu duyên lạnh lùng nhìn hắn hôm nay tâm trạng ta tốt chỉ trừng phạt nhẹ sau này còn dám phản bội ta lần nữa ta sẽ ném ngươi xuống sông hoán hoa khê tiểu nhân đã sai tiểu nhân không dám nữa triệu bình hoảng sợ nằm sấp trong nước liên tục cầu xin tha thứ triệu tu duyên hừ một tiếng xoay người đi về hướng bờ sông đứng dậy đi tiểu nhân cảm ơn lang quân triệu bình như được đại xá từ nước lên bờ toàn thân ướt đẫm không dám lau cúi đầu đi theo. Triệu An không chút đồng tình với Triệu Bình, nghĩ thầm ngươi theo lang quân nhiều năm, còn không hiểu chủ tử, thật đáng đời. Về đến nhà, quý thị vẫn chưa ngủ. Quý anh anh sợ mẫu thân biết mình lại gây chuyện, dè dặt tiến lên thỉnh an. Nữ nhi hai gò má ửng hồng, đôi mắt sáng ngời mang theo vẻ thẹn thùng. Quý thị là người từng trải, biết rằng hôm nay nàng đã hẹn với Triệu Nhị Lang, trong lòng có dự định. Anh anh, đến đây. Quý thị nhẹ giọng gọi. Quý anh anh trong lòng sợ hãi, chậm rãi tiến lại. Nương, đã chế thế này, người nên ngủ đi. Khi Triệu gia đến xin cưới, cuối năm muốn làm đám cưới cho Quý Diệu Đình, cùng lắm là sang đầu mùa xuân năm sau, nữ nhi sẽ phải gả đi. Quý thị nắm tay nàng, có chút không nỡ anh anh triệu nhị lang đã nói với ngươi chưa nói nói cái gì cơ quý anh anh lắp bắp quý thị ôn nhu nhìn nàng nhẹ nhàng nói nương cũng mong ngươi có thể gả vào nơi tốt triệu nhị lang thật lòng với ngươi nương không phản đối hôn sự này nhưng triều gia lớn dòng chính và các chi nhánh đều ở hẻm cây hòe nhiều người nhiều việc không thể so với nhà ta nhỏ bé nương chỉ lo lắng ngươi tính tình thẳng thắn không hiểu những chuyện trong hậu trạch. Không thể như ở nhà mẹ đẻ, tự do tự tại. Quý anh anh ngẩng đầu, thấy trong mắt mẫu thân ánh lên nước. Niềm vui trước đó tan biến. Nàng mong muốn được cùng Triệu Tu Duyên, nhưng không nỡ rời xa mẹ và anh trai. Như thể nhà nàng không bao giờ trở lại như trước, lần đầu tiên Quý anh anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của hôn nhân. Nàng quỳ gối trước quý thị, gục đầu trên đầu gối mẹ. Nương, Triệu gia còn chưa đến cầu hôn mà. Nếu không có gì bất ngờ, sau ngày mùng 9 tháng 10 đấu gấm, Triệu gia sẽ đến. Triệu gia và nhà chúng ta dù chỉ cách một con phố, nhưng nương vẫn có chút không nỡ. Quý thị nói, 10 năm một mình nuôi dưỡng con trai và con gái, suy nghĩ dồn lên đầu, giọng nghẹn ngào. Quý anh anh cảm thấy mình thật sự bất hiếu. Nàng muốn nói mình không lấy chồng, sẽ ở bên mẹ và anh trai nhưng chính nàng cũng không tin lời này nàng duỗi tay gạt nước mắt trên má mẹ nghiêm trang nói con chưa bao giờ sợ gì triều gia dù lớn và nhiều người con chỉ cần làm tốt bổn phận của mình ai dám chọc con con sẽ làm cho họ không chịu nổi quý thị nín khóc mỉm cười vỗ mạnh vào nàng đại gia đình nhiều quy củ như người vậy không phải là khiến nương lo lắng sao đừng khóc nữa Quý anh anh ngây ngô cười, mặt cọ vào người Quý thị. Triều nhị lang không bắt nạt con là được. Nếu bắt nạt con, con sẽ bỏ về nhà, bảo vệ nương và ca ca, sống những ngày tốt lành như cũ. Còn chưa đính hôn mà đã muốn đường lui. Quý thị nghe lời nói của Quý anh anh, mọi sầu bi tan biến, không khỏi muốn dạy dỗ nàng. Nghĩ lại, cuộc sống của nữ tử ở thế gian vốn gian nan hơn nam tử tính tình của con gái như vậy cũng có thể giúp nàng sống tự tại. Lời dạy dỗ biến thành lời nhắc nhở. Những suy nghĩ như vậy chôn trong lòng là được. Đừng nói cho ai, cả triệu nhị lang cũng không. Nhớ rõ chưa? Vâng, con không ngu như vậy đâu. Quý thị lại nghĩ tới một chuyện. Nương lo lắng nhất là, năm nay triệu gia thua ở ích châu thành dương gia. Nếu thất bại trong cuộc thi thêu, triệu gia sẽ có người lấy chuyện hôn sự này ra để tự hào. Dù ngươi có thực sự gả đi, cuộc sống cũng không dễ dàng. Chuyện đó liên quan gì đến con? Con cũng không phải là người theo thùa. Nữ nhi vẫn còn non nớt. Quý thị nhịn không nói thêm, để quý anh anh về phòng. Quý anh anh không phải là không hiểu chuyện như mẫu thân nghĩ. Nàng trở lại phòng, nhìn xa xăm qua phố, xuất thần. Tu Duyên ca ca, ta chỉ tin ngươi. Nàng lầm bẩm Nơi nàng dựa dẫm chính là tình cảm của triệu Tu Duyên dành cho nàng. Những lời mẹ nói như thế, nàng cũng không sợ. Chỉ cần triệu Tu Duyên đối xử tốt với nàng là được. Nương tử, đêm đã khuya. Làng nhi nhắc nhở một cách trách nhiệm. Quý anh anh ừ một tiếng, ánh mắt trở nên sáng tỏ. Sợ gì chứ? Nàng không phải người để tâm vào chuyện vụn vặt không phải là người yếu đuối. Ai đối xử không tốt với nàng, nàng sẽ rời bỏ, sống cuộc sống vui vẻ riêng mình. Chương 14. Chu gia ở thành Ích Châu là một nhà giàu chuyên sản xuất tơ, mỗi năm đều cung cấp tơ cho xưởng dệt của Dương gia. Nhị lang của Chu gia cưới đại nương tử của nhị phòng Dương gia làm vợ. Hai Chu gia và Dương có quan hệ thông gia chặt chẽ. Một đêm nọ, Chu Thất Lang về nhà trong tình trạng khốn đốn, khiến vợ chồng Chu thị sợ hãi như thường lệ, hắn đổi trắng thay đen và đổ hết trách nhiệm lên Dương Tĩnh Nguyên. Sáng sớm hôm sau, chu phu nhân giận dữ suốt đêm, dẫn theo con dâu Dương Thị và chu Thất lang đến ngõ hẻm Dương Gia Gia. Vì có quan hệ thông gia với nhị phòng, chu phu nhân dẫn đoàn người đến cáo trạng tại nhị phòng trước. Cùng với Dương Tam lang và người hầu đi hoán hoa khê xem đèn ngắm trăng, con ta trở về với mặt mũi bầm dập. Nhị phu nhân, ngươi nhìn xem hình dáng thê thảm của thất lang nhà ta này. Dương Tam Lang thấy tiểu nương tử kia xinh đẹp, xúi dục thất lang nhà ta tiến lên cản đường nàng. Hại thất lang nhà ta bị vạ lây. Hoán hoa khe rộng và sâu biết bao. Thất lang nhà ta suýt nữa mất mạng. Chu thất lang mặc áo bào tím, mặt đầy vết tím bầm. Vốn dĩ mắt nhỏ một mí, giờ sưng lên đến nỗi không nhìn thấy con ngươi, chỉ mở ra một khe nhỏ hắn ấm ức bổ sung nàng đạp ta xuống sông dương tam lang còn tưởng là mọi người cười nhạo ta chu phu nhân giận sôi trong lòng trách móc con trai người thật ngốc cứ xem hắn như anh trai ruột mà gần gũi bị người ta lừa còn giúp họ đếm tiền nàng quay lại khóc lóc với nhị phu nhân dương gia châu thị hắn thì giỏi rồi tự mình chạy mất tâm ngay cả người hầu của hắn cũng không bị tổn thương chút nào. Ta thấy tam lang võ nghệ giỏi, mới yên tâm để thất lang nhà ta đi theo. Thất lang nhà ta mới 17 tuổi, làm sao mà có thể đối xử với em như vậy? Thất lang, người nói đi, dương tam lang đã đối xử với ngươi thế nào? Chu thất lang lầm bầm. Những người đó chỉ đuổi theo đánh ta bằng gậy to, ta gọi hắn nhưng tam lang không thèm quan tâm, kéo người hầu chạy nhanh như thỏ. Nghe này, thân gia phu nhân, dù gì Chu và Dương cũng là thông gia. Dương Tam Lang thật quá tệ bạc. Ôi, thất lang của ta, người còn thua cả người hầu của họ. Thật đau lòng cho mẹ. Chu phu nhân khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn rùa. Chu thất lang là con út được nàng yêu chiều, nâng niu trong lòng. Dương Tam Lang đáng bị trời đánh, dám làm thất lang bị thương. Khi gặp rắc rối, hắn chạy trốn mà không thèm kéo thất lang theo. Chu nhị nãy nãi, dương thị, cũng khóc khi dùng khăn đắp mặt. Nàng không khóc vì chu thất lang, mà vì số phận mình khổ. Đêm qua, bà bà gọi nàng đến chính phòng, mắng nhiếc và bắt nàng bưng trà, đấm chân suốt đêm. Dương đại nương không dám chống lại bà bà, chỉ hận dương tam lang. Mẹ, tam lang thật quá đáng lần này phải để đại bá mẫu dạy dỗ hắn con gái nàng bị sưng mí mắt dù trang điểm dày cũng không che được vẻ tiều tùy mới lấy chồng hai năm mà trông như đã già mười năm dương nhị phu nhân vừa giận vừa hận lại đau lòng chu ra hành hạ con gái nàng còn dương tam lang gây chuyện liên lụy đến con gái nàng đi tìm đại phòng đòi công lý chỉ rước nhục vào thân trông cậy vào đại tàu thạch thị trừng trị thằng nhãi đó. Đó chỉ là mơ giữa ban ngày. Nhưng khi thấy ánh mắt trông mong của con gái, Dương Châu thì hiểu rằng nếu không cùng chu thị mẹ con đi đại phòng cáo trạng, con gái nàng ở chu gia sẽ không có ngày nào yên ổn. Nàng đau lòng cho con gái, chỉ có thể theo lời Dương Đại Nương, tỏ thái độ đồng lòng với chu gia. Nàng lau nước mắt và cao giọng nói. Thân gia không yên, theo ta đi tìm đại tẩu đòi công lý đoàn người kéo nhau ra sân nhỏ mang theo đầy tớ lớp lớp đi đến chính viện thạch thị chủ mẫu đại phòng dương gia vừa dùng xong điểm tâm định đi phòng khách bàn việc nghe nhà đầu báo tin nàng bất đắc dĩ ngồi lại dương gia có gia nghiệp lớn ai biết chủ mẫu một ngày phải lo bao nhiêu việc sớm như vậy đã đến đòi nợ thạch thị vốn không ưa gì nhị phòng chị em dâu châu thị nhưng không thể bỏ mặc nàng tức giận ra lệnh mời nhị phu nhân và chu phu nhân vào phòng trước uống trà hỏi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra nàng chỉnh lại xiêm y từ từ nhấp trà không lâu sau đại nha đầu mặc áo tím nhạt vào cửa cúi chào và nhẹ giọng bầm phu nhân đã hỏi rõ tối qua tam lang quân cùng chu gia thất lang quân và vài vị lang quân của trần gia đi xem đèn ở hoán hoa khê bị nhị lang quân của triệu gia gọi người đánh triệu gia thạch thị có chút giật mình triệu và dương gia tranh giành cầm vương đã trăm năm tuy đối đầu nhưng chưa từng công khai gọi người đánh nhau cách đây không lâu cũng có tranh cãi triệu gia chẳng lẽ cố ý khiêu khích nghe nói các lang quân khi xem đèn đã đùa giỡn một cô gái làm dân bản xứ tức giận. Nhị lang của triệu gia được nhiều người ủng hộ, không ít dân bản xứ cũng tham gia đánh. Hóa ra là vậy. Thạch thị suy nghĩ rồi hỏi. Nếu đã đều bị đánh, tại sao chu gia lại đến làm ẩm ý? Thiền tử không rõ lắm, chỉ biết là nhị phu nhân dẫn người đến. Nàng trần trừ rồi nói. Có lẽ là vì tam lang quân không bị thương chu gia thất lang quân bị đánh thê thảm thạch thị bật cười khinh thường nói chẳng lẽ muốn tam lang cũng bị đánh thành đầu heo mới gọi là công bằng châu thị không biết xấu hổ dám mang chu phu nhân đến đại phòng đòi công lý thiền tử biết rõ nguyên nhân vội nói chu phu nhân còn mang đại cô nái nái đến nữa thạch thị cười lạnh chỉ biết là gia đình bạo ngược đường đường dương gia đại nương tử bị chu gia hành hạ thành bùn nháo lại về nhà mẹ đẻ làm âm ý, không biết xấu hổ. Nàng cảm thấy phiền lòng khi phải đi xã giao với nhị phòng châu thị và mẹ con chu gia. Chủ mẫu tâm trạng không tốt, những người hầu bên cạnh cũng phải nơm nớp lo sợ cả ngày. Thiền tử không muốn làm mình khổ sở, lập tức nói. Chỉ có nhị cô nái nái của chúng ta là lanh lẹ. Phu nhân cũng ít phải lo lắng. Đại nương từ nhị phòng gà cho chu gia, Tính tình mềm yếu, thường xuyên bị khinh rẻ. Nhị nương Thạch thị khi lập gia đình, lại thu phục được chồng, rất được cha mẹ chồng yêu thích. Thân gia làm việc ở công bộ, giúp đỡ Dương gia không ít. Hai bên trái nhà đối lập, nhị nương Dương gia luôn thắng đại nương Dương gia. Thạch thị tâm trạng dần tốt lên, nhớ đến con gái ở Trường An. Không biết nhị nương sinh con trai hay con gái chắc chắn là một tiểu lang quân. Nô tỳ tính ngày, nghiêm quản sự cũng sắp từ Trường An trở về. Không chừng mấy ngày nữa sẽ mang tin vui về. Thạch thị tâm trạng càng tốt hơn. Đi mời tam thiếu gia đến. Nàng suy nghĩ rồi hỏi. Lão gia có biết chuyện này không? Đây là ý môn báo cho lão gia biết. Thiền tử cười nói. Nhị phu nhân hấp tấp đến sớm, mọi người trong phủ đều kinh ngạc chắc đã có người đi báo tin ở nhạc phong Uyển. Thạch thị cười cười, dẫn người đi đến phòng trước. mười 15, trong nhạc phong Uyển, Liễu Di Nương đang hầu hạ đại lão ra dương ra dùng điểm tâm, thì tin tức lần lượt truyền vào. Liễu Di Nương gắp một miếng đậu xanh xào tử tố, cẩn thận đặt vào đĩa. Tam lang lại gây hỏa, lần này nên nhờ phu nhân dùng gia pháp. Thật tốt. Dương đại lão gia xưa nay không quan tâm đến chuyện trong nhà, nghe liễu di nương nói vậy liền đặt đũa xuống và cười nói ngươi xem ngươi chỉ có mỗi tam lang là con trai cũng dám quyết tâm gọi phu nhân dùng gia pháp trong phòng chỉ có liễu di nương hầu hạ nàng lại mang một miếng đốt mạch đặt vào đĩa nói nghiêm túc lão ra ăn cơm mới là việc chính liễu di nương là một tiểu mỹ nhân điển hình của đất thục vóc dáng mảnh mai da trắng như sứ sinh Dương Tĩnh Uyên lúc 17 tuổi, vóc dáng không hề thay đổi. Vòng eo thon gọn, trông như một phụ nữ trẻ hơn 20 tuổi. Đôi mắt trong suốt, đẹp đẽ, phong tình vô hạn. Dương Đại Lão ra hơn 40 tuổi nạp một mỹ nhân như Liễu Di Nương, đã sống cùng ở nhạc phong huyền 10 năm, vẫn cưng chiều như cũ. Liễu Thị giận hắn một câu, Dương Đại Lão gia cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm cuối cùng trong lòng vẫn bận tâm về Dương Tĩnh Uyên, đứa con trai nhỏ này. Dương Đại Lão ra ăn xong cũng không muốn uống trà. Lần này khác với trước. Chu Gia và Nhị Phòng kết thân. Sáng sớm nay, Nhị Đệ muội đã mang người Chu Gia đến. Ta phải xem sao. Phu nhân nể mặt Nhị Đệ muội và Chu Gia mới dùng gia pháp. Tam làng có lẽ sẽ chịu thiệt. Liễu thị đứng trước mặt hắn, chỉnh lại hà bao bên hông, nhẹ nhàng nói. Lão gia, tam lang từ nhỏ đến lớn gây hòa không ngừng, chưa từng chịu gia pháp. Đại lang quân và nhị lang quân là huynh trưởng phải nhịn hắn. Nhị phòng tam phòng tứ lang quân ngũ lang quân là đệ đệ, cũng phải nhường hắn. Hắn rõ ràng là tiểu bá vương của dương gia. Lần này để phu nhân dạy cho hắn một bài học đi. Tam lang đã 18 rồi, cứ chiều chuộng thế này, sau này sẽ ra sao? Nói đến tương lai, Liễu thị không thể không lo lắng. Nàng xuất thân bần hàn, nhưng lại xinh đẹp. Nếu không vào Dương gia, không biết sẽ bị kẻ nhàn rỗi nào chiếm đoạt. Khi nàng vào Dương gia, Thạch thị đã làm chủ hơn 20 năm. Đại lang quân và nhị lang quân đã lớn, có thể quản lý gia nghiệp. Nàng không có sức lực và tiền vốn để can thiệp vào gia nghiệp Dương gia. Chỉ mong phục vụ đại lão gia đến cuối đời nuôi dạy Dương Tĩnh Uyên thành tài, Liễu Thị đã đủ hài lòng. Thạch Thị từ sớm đã nói với nàng rằng, chỉ cần nàng không can thiệp vào gia nghiệp, đại lão gia nạp một thiếp hay mười thiếp cũng không khác biệt. Nàng an phận sống, Thạch Thị sẽ không làm khó dễ. Liễu Thị nhớ kỹ điều này, chưa bao giờ vượt qua. Nhưng nhìn Dương Tĩnh Uyên ngày nào cũng gây hỏa, nàng dù sao cũng là mẹ ruột. Làm sao không lo lắng khi con trai hư hỏng? Dương Đại Lão Gia năm nay đã 60 tuổi, đã có ba cháu nội và cháu ngoài. Mấy năm nay ông đã buông tay với việc nhà. Dù sao cũng từng là người quản lý gia đình, Liễu Thị hiểu tâm tư của ông. Tam Lang không thể nắm giữ gia nghiệp, Thạch Thị cũng mong muốn Tam Lang tiếp tục vui chơi. Cưng chiều còn hơn cả Liễu Thị. Ông rất yêu thương người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng trước mắt. Biết mình già, chắc chắn sẽ đi trước Liễu Thị nên suy nghĩ cho Liễu Thị và Tam Lang một chút. Trong lòng ta đã có tính toán. Dương Đại Lão Gia nắm chặt tay Liễu Thị, dịu dàng nói. Lão Gia. Người đàn ông trước mặt này lớn hơn nàng hơn 20 tuổi, nhưng Liễu Thị lại cảm thấy gặp được hắn là phúc của mình. Chu và Dương Gia là thông gia, Đại Tẩu làm sao cố ý để ngài lạnh lẽo được. Đừng nói là để người lạnh, Thạch Thị luôn nhìn mình bằng ánh mắt cao ngạo. Dương Châu Thị trong lòng thấy khó chịu. Nàng chỉ có thể tươi cười giải thích. Đại tẩu chắc là có việc gì đó cản trở. Chu phu nhân hừ một tiếng, vừa nâng chén trà lên thì phát hiện nước trà đã cạn. Trà đã pha qua một lần, nàng lại gọi rót nước chẳng phải là để Dương ra cười vì nghĩ rằng nàng chưa từng uống trà ngon. Nàng đặt chén trà xuống, sắc mặt càng thêm khó coi, đứng dậy mày thay lúc này thạch thị đã đến cửa phòng trước bước qua ngưỡng cửa cao một thước và cười chào hỏi ơ ờ, chu phu nhân đứa lâu không gặp xin lỗi để ngài phải đợi lâu dương châu thị vội vàng đứng dậy đại tẩu sáng sớm đã quấy dày ngài thạch thị cười như gió xuân chu phu nhân hiếm khi tới thăm dù bận rộn ta cũng phải dành thời gian tiếp đón chứ mời ngồi đi đại cô nãi nãi khom gối hành lễ thấy đại bá mẫu như không nhìn thấy mình biết rằng thạch thị phiền muộn vì nàng bị chu ra làm khó trong lòng lại thêm một tầng ủy khuất nàng không dám ngồi cúi đầu đứng sau lưng chu thị sau khi chào hỏi xong thạch thị đi tới ghế mà dương châu thị luôn muốn ngồi và ngồi xuống dường như có người điều động các thị tì trong sành bắt đầu hoạt động như những con bướm hoa họ thay nước trà mới và bưng đến một bàn điểm tâm tinh sao. Dương Châu Thị liếc trộm về phía đó. Thạch Thị có dáng vẻ phúc hậu, bảo dưỡng tốt. Hơn 50 tuổi nhưng mặt mày vẫn hồng hào. Nàng mặc áo gấm đỏ thẫm với hoa văn phúc, trải tóc cao kiểu mẫu đơn, đeo trang sức bằng hồng ngọc. Màu hồng ngọc đỏ sẫm rất hợp với xiêm y của nàng. Nàng ngồi thẳng, hai tay đặt tự nhiên trên đùi, toát lên phong thái phú quý khoan thai và uy nghiêm của đương gia phu nhân. Dương Châu Thị cũng không kìm lòng, hếch eo và ngồi thẳng lại. Đại phu nhân, ngài hãy nhìn qua thất lang nhà tôi một chút. Chu phu nhân đưa tay đẩy nhi tử của mình tiến lên. Thạch Thị vừa vào phòng khách liền nhìn thấy khuôn mặt xanh đỏ sưng vù của Chu thất lang, suýt nữa bật cười. Lúc này nhìn lại, nàng cũng không nhịn được mà vui vẻ, nhưng giọng nói lại đầy kinh ngạc. Ai chào, thất lang dọa bá mẫu giật mình. Đây là té ngã sao? Hay là bị ai đánh? Tam đường yển triệu gia nhị lang sai người đánh cháu. Chật chật, triệu nhị lang thật là quá đáng. Thạch thị thở dài, ngồi vững vàng trên ghế thái sư làm bằng gỗ hoa lê, ôn tồn nói. Thân gia phu nhân đừng giận. Dù triệu gia là đại gia đình, nhưng dương gia chúng ta cũng không phải không quen biết ai trong nha môn lần này ta sẽ gửi thiệp mời cho huynh trưởng của ta nhất định sẽ đưa kẻ đánh người ra trước công lý thạch thị thấy chu phu nhân ngạc nhiên mỉm cười tiếp tục nói chuyện này cấp bách ta vẫn có thể giúp nói như thể chu gia là một gia đình nhỏ bé đến cả việc cáo quan cũng phải nhờ dương gia giúp đỡ chẳng phải trong phủ nha có huynh trưởng làm thông phán sao chu phu nhân tức giận cố gắng kìm nén không cao giọng lên ai cần ngươi giúp cáo quan chứ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn